Xin chào anh chị nha. Chúc anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay siêu thị giày dép Thức Hoài lại có một dòng sản phẩm giày mới, hàng công sở nha, giới thiệu cho các anh chị biết để Tết Nguyên Đán chuẩn bị có những đôi giày thật là ưng ý nhất để đi chơi du xuân nha. Mời các anh chị xem nha. Đây là đôi giày công sở nha anh chị nha, dáng sang bu rất đẹp. Đấy, để ra đây một chiếc để giới thiệu cho nó gọn. Đấy, đây đôi giày này đường kim mũi chỉ, đường ép đế rất là sắc nét. Đấy, đôi giày dáng tuyệt vời luôn. Đấy, anh chị nhìn dáng nha, đẹp chưa? Đấy, dáng đôi giày này là dáng công sở nha. Đi rất là tuyệt vời, ok luôn. Đấy, chất lượng thì tuyệt vời nè. Đấy, hàng này là hàng da thật 100% nha. Các anh chị nếu như khi sử dụng sản phẩm của siêu thị giày dép Thức Hoài mà bị sự cố, một là nổ ra, hai là bật đế, ba là gãy đế, ba yếu tố quan trọng này đã được bảo hành. Nếu như gặp sự cố này, các anh chị cứ gửi lại siêu thị giày dép Thức Hoài sẽ bồi thường cho anh chị một đôi giày trị giá số tiền bằng với số tiền các anh chị đã mua nha. Đấy, mà không mất bất cứ một chi phí nào khác. Đấy, như các anh chị đã được mua như thế này, ngẫu nhiên là các anh chị được sử dụng hai sản phẩm chỉ một giá tiền. Đấy, chất lượng thì đôi giày của siêu thị giày dép Thức Hoài thì ok luôn. Đấy, tuyệt vời không các anh chị? Đấy, có anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng dòng giày này cao cấp đặc biệt này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút để cho các anh chị hợp lý những đôi giày thật là ok. Đấy, xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào.